bắp đang sửa xe nè, quay bánh xe cho mẹ coi coi bắp. Chị Hai thổi cái bắp kìa. Không có gặm nha bắp nha, quay thôi nha. Rồi còn đây là chị Hai nè. Bắp nghe mẹ nói không? Chị Hai bơi hồi kìa bắp, bà em đứng dậy cho mẹ coi coi. Bắp là đang tập bẻm đứng lên rồi. Để chị chuẩn bị đồ ăn cho anh. Bắp này là biết hét rồi, biết bò rồi đủ thứ. Ngồi đi học. Bắp bò, bắp bò cho mẹ coi coi. Đấy. Vừa cái xe là sao con que được bắp? Nó. Chắc